Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ, đây là một trong những giải pháp mà người dân Hà Tĩnh đang làm để xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị cho bưởi Phúc Trạch. Bưởi Phúc Trạch là một giống bưởi đặc sản nổi tiếng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp tem nhãn và giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Cùng với nhiều cách làm sáng tạo, việc ứng dụng chuyển đổi số những năm qua, bà con đã có thể giải quyết đầu ra và đẩy mạnh xuất khẩu bưởi Phúc Trạch ra nước ngoài. Vườn bưởi Phúc Trạch của vợ chồng ông Nhị ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi cây ở đây đều được chăm sóc theo quy trình tiêu chuẩn Việt Gáp. Với quy mô trên 10 hectare, sản lượng trên 200 tấn, mỗi năm gia đình ông Nhị có thu nhập từ 4 đến 5 tỷ đồng. Từ khâu chọn giống là chúng tôi chọn cái giống trên trung tâm bảo tồn ren bưởi Phúc Trạch để giữ cái nguồn ren. Đấy, thứ hai là cái quá trình chăm sóc phân bón là chủ yếu là cái phân hữu cơ, cho nên là cái cây bưởi nó xanh tốt thế này và cái quả nó sẽ ngọt. Ở tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 3.500 hectare bưởi Phúc Trạch với sản lượng đạt trên 25.000 tấn. Riêng tại huyện miền núi Hương Khê có trên 3.000 hectare được sản xuất trong vùng chỉ dẫn địa lý. Để nâng cao chất lượng, giá trị cho quả bưởi, chính quyền địa phương đã ứng dụng chuyển đổi số từ khâu sản xuất, tiêu thụ, chế biến. Năm 2022 này thì sản lượng, năng suất và sản lượng cao hơn và chất lượng bưởi tốt hơn, thì chúng tôi cũng đã có một cái lộ trình để tổ chức các cái kết nối của các cái điểm cầu và các cái địa phương khác trên địa bàn toàn quốc để tiêu thụ bưởi Phúc Trạch. Hà Tĩnh đã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và tổ chức phân phối bưởi Phúc Trạch trên các sàn thương mại điện tử. Đây là những kênh phân phối đa dạng để nhiều người có thể tiếp cận với loại đặc sản này. Thông qua các cái công nghệ số, nền tảng số để có cái trực tuyến giới thiệu cái sản phẩm bưởi này ngay từ vườn hồ, từ cái quy trình sản xuất cho các cái khách hàng mà có thể là trên địa bàn khắp các cái thành phố cả nước. Không chỉ tiêu thụ trong nước, Lào hay Thái Lan hiện đã là các thị trường mà bưởi Phúc Trạch tiếp cận. Với sản lượng và chất lượng ổn định, tỉnh Hà Tĩnh đang xúc tiến xuất khẩu quả bưởi đặc sản sang các nước EU, Nhật Bản, Singapore.